Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau. Xin kính chào tạm biệt quý vị. K5 là mẫu xe fastback thể thao thế hệ mới, ứng dụng thiết kế tương lai, đậm chất công nghệ hiện đại, sang trọng, cùng 4 chế độ lái, mang lại cảm giác mạnh mẽ và phấn khích, hệ thống an toàn tối ưu. Kia K5 trải nghiệm đẳng cấp mới. Bây giờ là 19 giờ. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay Chủ nhật ngày 13 tháng 2 sẽ chuyển đến quý vị khán giả những nội dung chính sau đây. Thủ tướng ra công điện đôn đốc triển khai quyết liệt hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tuyển dụng lao động có tay nghề kỹ năng tăng mạnh dịp đầu năm.